Thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực giáo dục. Vâng thưa quý vị, hôm nay hơn 25.000 thí sinh tại Đồng Nai đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 với hai môn thi là Toán và Tiếng Anh. Theo đánh giá của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai, ngày thi đầu tiên đã diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế. Trong buổi sáng nay, thí sinh thi môn đầu tiên là môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, một số thí sinh đến sớm tranh thủ xem lại bài trước khi vào phòng thi. Hầu hết thí sinh cảm thấy thoải mái vì đã có sự chuẩn bị kỹ cho kỳ thi quan trọng này. Với môn Toán sáng nay, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi thẻ dự thi, căn cứ công dân, bút viết, máy tính cầm tay trong danh mục máy tính được phép mang vào phòng thi. Tất cả các thiết bị, đồ dùng khác phải để bên ngoài. Để đảm bảo an toàn và kỳ thi diễn ra nghiêm túc, giám thị một lần nữa quán triệt quy chế phòng thi đến các thí sinh. Sau 120 phút, thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nhận định đề thi môn Toán, nhiều thí sinh cho biết đề thi có độ phân hóa cao. Đề toán sáng nay để mà đạt điểm tuyệt đối là với những bạn xuất sắc rồi thì nó sẽ dễ, nhưng mà mấy bạn khá giỏi thì chỉ có 8-9 thôi. Dạ, khó nhất là câu hình, câu C, đặc biệt là câu C hình. Và một câu giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất cũng khó đối với em. Theo như em đánh giá thì đề thi năm nay thì có bài hình là hơi khó hơn năm ngoái xí, và đề thi cũng nói chung là nó khó hơn năm ngoái, nhưng mà vẫn trong khả năng của em ạ. Chiều nay thí sinh tiếp tục thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Như vậy thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên, đồng hành với con tại kỳ thi. Bên ngoài trường, nhiều phụ huynh cũng không giấu được sự hồi hộp, lo lắng. Cháu thi hôm nay như mình, ngoài này cũng hồi hộp, mong chờ được cho cháu nó thi được là khi xong xuôi hoàn thành cái bài thi của mình, và muốn là làm bài tốt. Đấy thì phụ huynh thì cũng vậy thôi, cũng lòng lo cho con hết, tất cả về cho con cái. Bé vào phòng thi nhưng chị lo từ hôm qua cơ. Chị run không hiểu sao chị thấy hồi hộp cho bé từ hôm qua, chị cứ bảo với bé là không biết là con có hồi hộp không ra mà mẹ thấy hồi hộp quá. Thật nói thật là bé nhà chị thì học thì cũng được, nhưng mà chị cũng rất là lo. Ngày mai thí sinh sẽ tiếp tục thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Riêng thí sinh đăng ký thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh sẽ tiếp tục thi môn chuyên đã đăng ký vào buổi chiều cùng ngày. Theo chân các sĩ tử tại Đồng Nai bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, chương trình tiếp sức mùa thi đợt 1 đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong ngày thi đầu tiên hôm nay, tỉnh đoàn phối hợp với Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai tổ chức ra quân 3 đội hình tình nguyện tại các điểm thi: trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa. Ngoài ra, các điểm thi khác đều có đội hình tiếp sức của sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. 6 giờ 30 phút sáng, các đội hình tiếp sức mùa thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã sẵn sàng. Với đội hình cấp tỉnh, mỗi điểm tiếp sức có khoảng 10 tình nguyện viên. Còn điểm tiếp sức cấp trường, mỗi buổi tiếp sức có 5 sinh viên tham gia. Hoạt động tiếp sức mùa thi năm nay cơ bản vẫn đảm bảo các nội dung, các hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ vật phẩm, tư vấn, phát nước uống miễn phí. Tại mỗi điểm thi, các sinh viên, tình nguyện viên cũng tổ chức cổ vũ, động viên tinh thần các sĩ tử với khẩu hiệu "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn". Tụi em đã có sự chuẩn bị từ chiều hôm qua để hôm nay có thể hỗ trợ các bạn được tốt nhất. Thì tụi em cũng hiểu được cái ý nghĩa của cái lần tiếp sức mùa thi này, và tụi em mong muốn là có thể giúp được nhiều các bạn học sinh, nhiều quý vị phụ huynh và đem đến giá trị nhân văn cho toàn xã hội. Thì tụi em có chuẩn bị bút, nước và các dụng cụ cần thiết để ví dụ các bạn nào quên thì tụi em có thể hỗ trợ kịp thời. Và tụi em cũng có gửi những lời chúc ở trên những cái giấy nốt nhỏ ghi dán trên những cái dụng cụ thi để có thể một phần nào đó tiếp thêm động lực cho các bạn có thể vượt qua kỳ thi một cách thành công tốt đẹp và chinh phục ngôi trường mơ ước của các bạn. Năm nay trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai có 41 điểm dự thi, trong đó có 39 đội hình tình nguyện với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên. Các tình nguyện viên tham gia tiếp sức đều tích cực với tinh thần trách nhiệm cao để giúp đỡ thí sinh và nhà trường có một kỳ thi an toàn, hiệu quả.
Lần đầu tiên thì chắc chắn là lúc nào cũng giữ cho mình một cái khoảng khắc nào đó. Còn lần thứ hai thì mình sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Mình sẽ có những điều mà mình khuyên các em thi tốt được hơn ạ. Cố gắng cổ vũ tinh thần cho các em để cho các em bớt hồi hộp đi ạ. Cho các em có sức tiếp sức được cho tinh thần cho các em thi. Đây là trường chuyên cho nên là sẽ có thi các môn chuyên nữa, cho nên là tụi em sẽ tiếp xúc 4 buổi. Em mong muốn là đem tới cho các bạn những cái sự gọi là vui là sau này là có một cái tinh thần nhiệt huyết để mà các em có thể phát triển mình sau này và có thể tham gia được trong đoàn thanh niên cũng như hội sinh viên sau này cũng như giống tụi em ạ. Tiếp sức mùa thi là chương trình thường niên trong khuôn khổ chiến dịch hè tình nguyện, là môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, qua đó thể hiện vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành với thanh niên.